Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Dân Số Ký Chương 1. Ngày mùng 1 tháng 2, năm thứ 2, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê ở trong hội mạc tại đồng vắng Sinai mà rằng: Hãy dựng sổ cả hội dân Israel theo họ hàng và tông tộc của họ. Cứ đếm từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được. Ngươi và A-rôn sẽ kê sổ chúng nó tùy theo đội ngũ của họ. Trong mỗi chi phái phải có một người giúp đỡ các ngươi, tức là người làm tộc trưởng của chi phái mình. Đây là tên những người sẽ giúp đỡ các ngươi. Về chi phái Ruben, Elishu, con trai của Sê-đêu. Về chi phái Simeon, Shelumien, con trai của Suri-ha-đai. Về chi phái Juda, Nahashon, con trai của Aminadab. Về chi phái Isaka, Nathanael, con trai của Sua. Về chi phái Sabulon, Eliab, con trai của Helon. Về con cháu Joseph, nghĩa là về chi phái Ephraim, Elishama, con trai của Amihud. Về chi phái Manasse, Gamaliel, con trai của Phedashu. Về chi phái Benjamin, Abidan, con trai của Gideoni. Về chi phái Dan, Ahiese, con trai của Amishadai. Về chi phái Ashe, Phagien, con trai của Abran. Về chi phái Gác, Eliashab, con trai của Deuen. Về chi phái Neptali, Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được gọi từ trong hội chúng, vốn là quan trưởng của các chi phái tổ phụ mình và là quan tướng quân đội Israel. Vậy, Môi-se và A-rôn nhận lấy các người ấy mà đã được xướng tên. Đến ngày mùng 1 tháng 2, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ 20 tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. Vậy, Môi-se kê sổ chúng nó tại đồng vắng Sinai, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Con cháu Ruben là trưởng nam của Israel, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ruben đi ra trận được. Số là 46.500. Con cháu Simeon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Simeon đi ra trận được. Số là 59.300. Con cháu Gác, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Gác đi ra trận được. Số là 45.650. Con cháu Giu-đa, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Giu-đa đi ra trận được. Số là 74.600. Con cháu của Isaka, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Isaka đi ra trận được. Số là 54.400. Con cháu của Sabulon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Sabulon đi ra trận được. Số là 57.400. Về hậu tự Joseph là con cháu Ephraim, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ephraim đi ra trận được. Số là 40.500. Con cháu Manasseh, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình,
cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Manasseh đi ra trận được. Số là 32.200. Con cháu Benjamin, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Benjamin đi ra trận được. Số là 35.400. Con cháu Dan, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Dan đi ra trận được. Số là 62.700. Con cháu Asher, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Asher đi ra trận được. Số là 41.500. Con cháu Nephtali, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Nephtali đi ra trận được. Số là 53.400. Đó là những người mà Môi-se, A-rôn và 12 quan trưởng Israel kê sổ. Mỗi quan trưởng kê sổ cho tông tộc mình. Thế thì, hết thảy những người trong dân Israel đã được nhập sổ tùy theo tông tộc mình, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được. Số là 603.550. Nhưng người Lê-vi, theo chi phái tổ phụ mình, không kê sổ chung với những chi phái khác, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: ngươi chớ kê sổ chi phái Lê-vi, và cũng đừng dựng bộ họ chung với dân Israel. Nhưng hãy cắt phần người Lê-vi coi sóc đền tạm chứng cớ, hết thảy đồ đạc và các món thuộc về đền tạm. Ấy là người Lê-vi sẽ chuyên vận đền tạm và hết thảy đồ đạc nó, cùng sẽ làm công việc về đền tạm và đóng trại ở chung quanh đền tạm. Khi nào đền tạm dời chỗ, thì người Lê-vi sẽ tháo dỡ nó. Khi nào đền tạm dừng lại, thì họ sẽ dựng nó lên, còn người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Dân Israel, mỗi người phải đóng ở trong trại quân mình, và mỗi trại quân từng đội ngũ phải đóng gần bên ngọn cờ mình. Nhưng người Lê-vi sẽ đóng trại chung quanh đền tạm chứng cớ, để đừng có sự giận dữ cùng hội dân Israel. Người Lê-vi sẽ coi sóc đền tạm chứng cớ. Dân Israel làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se vậy. Chương 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: dân Israel, mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bảng hiệu của tông tộc mình, đối ngang nhau, vây chung quanh hội mạc. Trại quân Giu-đa sẽ đóng tại hướng đông về phía mặt trời mọc với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Quan trưởng của người Giu-đa là Nahashon, con trai của Aminadab, và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 74.600 người. Chi phái Isaka phải đóng trại bên Giu-đa. Quan trưởng của người Isaka là Nathanael, con trai Sua, và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 54.400 người. Kế đến chi phái Sabulon, quan trưởng của người Sabulon là Eliab, con trai của Helon, và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 57.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Giu-đa từng đội ngũ, cộng 186.400 người. Họ phải đi tiên phong. Ngọn cờ của trại quân Ruben và những đội ngũ mình phải đóng về hướng nam. Quan trưởng của người Ruben là Elishu, con trai của Sedeu, và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 46.500 người. Chi phái Simeon phải đóng trại bên Ruben. Quan trưởng của người Simeon là Shelumien, con trai của Surihadai, và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 59.300 người. Kế đến chi phái Gác, quan trưởng của người Gác là Eliasap, con trai của Reuen, và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 45.650 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ruben từng đội ngũ, cộng 151.450 người. Họ phải đi thứ nhì. Sau ấy, hội mạc sẽ đi với trại quân Lê-vi ở giữa các trại quân khác.
trại quân Lê-vi sẽ đi theo thứ tự như đã đóng, mỗi người theo hàng ngũ và theo ngọn cờ mình. Ngọn cờ của trại quân Ephraim và những quân đội người phải đóng về hướng Tây. Quan trưởng của người Ephraim là Elishama, con trai Amihud, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 40.500 người. Chi phái Manasseh phải đóng trại bên Ephraim. Quan trưởng của người Manasseh là Gamaliel, con trai của Phê-đác-su, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 32.200 người. Kế đến chi phái Benjamin, quan trưởng của người Benjamin là Abidan, con trai của Gideoni, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 35.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ephraim từng đội ngũ cộng 108.100 người. Họ phải đi thứ ba. Ngọn cờ của trại quân Dan và những quân đội họ phải đóng về hướng bắc. Quan trưởng của người Dan là Ahiese, con trai của Amishadai, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 62.700 người. Chi phái Ase phải đóng trại bên Dan. Quan trưởng của người Ase là Phagien, con trai của Abrang, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 41.500 người. Kế đến chi phái Nephtali, quan trưởng của người Nephtali là Ahira, con trai của Enan, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 53.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Dan cộng 157.600 người. Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ tùy theo tông tộc mình. Trong các trại quân, hết thảy người đã kê sổ từng đội ngũ là 603.550 người. Nhưng người Lê-vi không nhập sổ chung với dân Israel tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Israel y theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, bèn đóng trại tùy theo ngọn cờ mình, và mỗi người ra đi tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Chương 3. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athen, và sai Timôthê là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Lại, khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ. Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày, chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Giê-xu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giê-xu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Chương 4. Vả lại, hỏi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giê-xu mà truyền cho anh em những điều răn nào.
Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoài cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chương 5. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt thánh linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến.
Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em. Thi Thiên 26. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tó. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi. Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa, tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Cầu Chúa chớ cất linh hồn tôi chung với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Trong tay chúng nó có gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Còn tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.